Thứ hai nữa thì cũng lưu ý cho các mẹ nữa, nhất là khi mà thời tiết mà đang chuyển mùa và vào đông thì chắc chắn rằng là các mẹ sẽ thấy rằng là cái một lọ tinh dầu tràm trong nhà chắc chắn là rất là cần thiết. Cái một lọ tinh dầu tràm này của bà Hà Spa là hoàn toàn nguyên chất, nên cũng sẽ là lưu ý cho các mẹ rằng là không sử dụng để massage cho bé, bởi vì nó không được pha trộn và không được pha chế gì cả, hoàn toàn là nguyên chất các mẹ nhé. Thì cái này chỉ là gì, các mẹ sẽ là bôi để giữ ấm ngực này, hoặc là pha vào nước tắm cho các con để tránh cảm mạo. Khi ra ngoài nữa thì nhớ bôi ngực và hai lòng gan bàn chân của con đấy, thì sẽ giúp giữ ấm này, tránh cảm mạo cho cả mẹ và bé. Và cái này mình có thể sử dụng cho cả là khi trong nhà mình mà có người già thì các mẹ cũng có thể là sử dụng để giữ ấm, tránh bị cảm mạo các mẹ nhé.